Idol Kids siêu thần thượng nhí, một chương trình hoàn toàn mới lần đầu tiên có mặt tại Việt Nam trên sóng VTV9 đã thu hút nhiều sự chú ý ngay từ khi công bố tuyển sinh. Chương trình là nơi hội tụ các tài năng nhí trên toàn quốc, cháy hết mình với nghệ thuật. Đặc biệt tại vòng casting sẽ là sự xuất hiện của dàn ban giám khảo cực chất: Hoa hậu Rita Đặng, Hoa hậu Lương Thùy Linh, diễn viên Huỳnh Anh, nhà thiết kế Lê Trần Đắc Ngọc. Super Idol Kids siêu thần tượng nhí hứa hẹn sẽ mang đến những phút giây giải trí và trải nghiệm tuyệt vời dành cho các thí sinh cùng quý khán giả. Còn chơi gì nữa, hãy cùng chào đón ban giám khảo và các thần tượng nhí tại mùa giải đầu tiên. Thứ ba giám khảo và tất cả quý vị khán giả đang có mặt tại chương trình Super Idol Kids ngày hôm nay. Con tên là Nguyễn Trí Cường, năm nay con 8 tuổi, hiện tại con đang sinh sống ở Hà Nội ạ. Chú thấy là khi mà con bước vào, chú thấy hơi hồi hộp bởi vì thấy con hơi rụt rè. Nhưng mà khi mà con bắt đầu trình diễn thì chú thấy là con tự tin hơn hẳn và là khiến cho cô chú ngồi đây là bất ngờ luôn. Cái màn trình diễn của con thì chú thấy là những cái động tác mà cắt kéo rồi là power thì con chưa đủ sức lắm, nhưng mà lại rất là đủ kỹ thuật trong mấy cái bước footwork và các thứ nọ, đúng không? Chú rất là thích. Tôi cảm ơn chú ạ. Chúc mừng con. Cảm ơn cô.